Chào mọi người, mình là Tiểu Đường, mình là huấn luyện viên cá nhân đến từ Upfit. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật squat một cách căn bản và một vài bài biến thể của bài squat. Đầu tiên là mình đứng hai chân rộng bằng hoặc hơn vai, thẳng lưng, mở ngực. Đầu gối và mũi chân luôn luôn phải cùng hướng với nhau. Bắt đầu xuống, xuống thì hít vào, siết bụng để cho người không bị võng lưng và bị nghiêng người, nhìn thẳng về phía trước, từ từ hạ trọng tâm, hạ độ gập đầu gối, tưởng tượng như mình ngồi vào một cái ghế phía sau. Chú ý là đầu gối và mũi chân vẫn phải cùng hướng và đầu gối không được chụm vào trong và cũng không được vượt quá mũi chân. Bắt đầu đứng lên thì chúng ta thở ra, siết mông và không được phá gối. Đó, vậy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài bài biến thể của động tác squat. Như các bạn biết đó, bài squat căn bản chỉ có đứng lên ngồi xuống tại một vị trí. Bây giờ mình sẽ thêm vào các hơi phương chuyển động và các động tác movement cho tốt hơn về cái sự phối hợp vận động và sự linh hoạt. Bài đầu tiên là bài squat side to side step. Bước đầu tiên là các bạn xuống tư thế squat cơ bản, sau đó mình sẽ bước sang phải 3 bước, 1, 2, 3, sau đó dùng chân trái đi về, 1, 2, 3, tiếp theo bước sang trái 3 bước, 1, 2, 3, sau đó dùng chân phải đi về, 1, 2, 3. Động tác này các bạn sẽ làm liên tục trong vòng 30 giây thì 10 giây. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn bài squat step front back. Đầu tiên là mình về tư thế squat cơ bản, sau đó mình sẽ tiến một bước bằng chân trái, sau đó chân phải, sau đó mình sẽ lùi lại, ngược lại. Chú ý trong quá trình mình tiến đùi gối các bạn không nên vượt quá mũi chân. Rồi, 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ xoay hướng cho bạn dễ nhìn nhá. Đầu tiên mình sẽ bước 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Động tác này mình sẽ lặp lại liên tục trong khoảng 30 giây thì 10 giây. Và chú ý là đầu gối mình không được vượt quá mũi chân. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn kỹ thuật squat căn bản và ba bài biến thể của bài squat. Bài đầu tiên là bài squat step side to side, các bạn sẽ làm 30 giây nghỉ 10 giây. Bài thứ hai là bài squat step sumo, các bạn cũng làm 30 giây nghỉ 10 giây. Bài thứ ba là bài squat step front back, 30 giây nghỉ 10 giây. Như vậy một tổ của mình sẽ có 3 bài squat như vậy. Tùy vào sức lực các bạn có thể làm 3 đến 5 tổ. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ.